chứ chứ ý ý là ví dụ về nè em đặt ở dưới 30, ở trên em treo 30 luôn. Nhưng mà nó lên thấy là treo 30 cái phần lời đó rồi còn cái kia rồi nó tới từ bên này nó ngắt nè. Thì tự nó nhắc vậy thì đâu có thấy được nữa đâu. Không, đó là trường hợp mình được hả? Trường hợp nào mình kéo dẫn được rồi. Dạng cái này bên cao lên. Ví dụ nãy nó là nó đi. Cái này là anh đi ra có thể để tay cao lên nữa để cho nó nhẹ lên. Cái là ba cái thứ nhất là em vào là em muốn TB của là đen là 50 bit, là TB 50 bit, được chưa? Rồi trên lên 20, đây à, trên lên 20, trên lên sấp 20. Vậy thì bây giờ tiếp được mà nó chạy đi, nó chạy cái quẹo lên 30 thì em đã được 20 bit rồi. Nó trên lên được chưa? Rồi trong trường hợp gì nó lên được là 40 bit thì lên 45 biết thì em được là 40. Vậy thì sau đó bây giờ nó dừng dừng lại chưa? Nó không quẹo lên đụng 50 thì đáp ở bên trước. Đáp từ bên kia. Còn trong trường hợp lên nó đáp nhìn như là gì? Là 47 48 mà nó quay ngược lại thì nó hết cái lọ là cái chi linh là mình là 40. Tức là kiểu gì kiểu mình sẽ cái gì, nếu mà chúng ta đang cái kiểu đó thì chúng ta sẽ gì? Sẽ bỏ đi một cái thua đó mà mày nhỏ nhỏ cái đó thì chấp nhận bỏ cho một ý nó là tăng cái tuổi lên á, mà dưới 20 á thì cái lệnh leo lên nó chút xíu cũng chỉ cẩy cái chỗ đó đó á. Ừ, thực sự không phải mình leo cái tay bên nó càng cao để mình chốt cái có nghĩa là cái chỗ đấy là cái thằng đó là mình sẽ kết hợp hai. Nếu bây giờ bạn như là quân á, bạn đánh á, bạn bị nhiều làm gì á thì đó mình chia sẻ em cứ treo lên, bạn treo lên là 20, em treo lên 50 cho đặt lên 50 thì thằng nào đánh trước thì nó ăn. Nếu này đánh trước đụng cái này thì nó này, còn bây giờ ở bên trước này xuống treo lên thì nó lại luôn luôn bảo vệ được treo lên. Nhưng mà đặt hai cái mức hai mức một, một cái mức là TB là 50 50, còn mức là treo lên. Nếu nó vượt khỏi giá mà nó vượt lên 30 có nghĩa là em được 20 rồi. Rồi, các bạn từ 30 thì đạt được 10 chứ anh. Nếu mà từ 30 mà nó rớt xuống 20 là cái gì? Là cái 10 mà anh lên 20. Được 20 chứ. Thời gian lên 20 mà. Có nghĩa là khi mà giá nó lên khoảng 30, 25 bit thì tự động bây giờ lên chăng là bảo vệ là những cái 20 bit. Tại anh đã kêu lên là 20 bit.